Đi đám cưới người yêu cũ và cái kết. Xin mời lên sân khấu anh Đồng Nguyên Chất. Kính thưa tất cả các vị biểu có mặt trong buổi lễ thành hôn của hai bạn trẻ ngày hôm nay, chắc có lẽ là cho phép em xin phép vào thẳng vấn đề chính luôn. Tại vì nói thật mọi người là tính em thì không thích nói nhiều, bởi vì nói nhiều thì thành nói dài, mà nói dài lại thành nói dại. Chính vì vậy nên là em không thích dại, em thích khôn cơ. Nên là đi đâu phát biểu em cũng vào thẳng vấn đề chính luôn, tránh làm mất thời gian của tất cả mọi người. Bởi vì mọi người biết ấy, thời gian là vàng đúng không? Vàng ấy quý hơn bạc, bạc quý hơn đồng, đồng quý hơn nhôm, mà nhôm ấy quý hơn nhựa. Em rất thích vàng nên là em tránh mất thời gian mọi người, thì em xin phép là vào thẳng vấn đề chính luôn. Đó. Thì không giấu thì tất cả quý vị biểu em với cả cô dâu đây là người yêu cũ của nhau. Đấy, thì kết duyên tại bụi chuối mà gặp nhau lần cuối là tại bờ đê. Ngày hôm nay thì cô dâu lấy chồng thì em cũng rất là hoan hỉ đến đây. Thì cũng xen lẫn một chút nỗi buồn, tuy nhiên là vẫn cố gắng để vác mặt đến đây. Thì em cũng xin phép là có một món quà nhỏ nhỏ dành tặng cho hai đôi bạn trẻ. Thì đây là món quà mà cô dâu đã tặng cho em. Thì ngày hôm nay em xin phép là kỷ niệm lại cho hai bạn. Chúc hai bạn cho năm hạnh phúc. Và kèm với món quà này thì em cũng có thêm một bài hát nữa, em đã chuẩn bị rồi. Tuy nhiên rằng như em nói lúc đầu ấy, thì tính em lại không thích nó nhiều. Chính vì vậy em xin phép là không hát, em xin kết thúc lại đây, em xin hết ạ. Tính em lại không thích nó nhiều. Chính vì vậy em xin phép là không hát, em xin kết thúc lại đây, em xin hết ạ. Mời lên sân khấu anh Đồng Nguyên Chất. Kính thưa tất cả các vị biểu có mặt trong buổi lễ thành hôn của hai bạn trẻ ngày hôm nay, chắc có lẽ là cho phép em xin phép vào thẳng vấn đề chính luôn. Tại vì nói thật mọi người là tính em thì không thích nói nhiều, bởi vì nói nhiều thì thành nói dài, mà nói dài lại thành nói dại. Chính vì vậy nên là em không thích dại, em thích khôn cơ. Nên là đi đâu phát biểu em cũng vào thẳng vấn đề chính luôn, tránh làm mất thời gian của tất cả mọi người. Bởi vì mọi người biết ấy, thời gian là vàng đúng không? Vàng ấy quý hơn bạc, bạc quý hơn đồng, đồng quý hơn nhôm, mà nhôm ấy quý hơn nhựa. Em rất thích vàng nên là em tránh mất thời gian mọi người, thì em xin phép là vào thẳng vấn đề chính luôn. Đó. Thì không giấu thì tất cả quý vị biểu em với cả cô dâu đây là người yêu cũ của nhau. Đấy, thì kết duyên tại bụi chuối mà gặp nhau lần cuối là tại bờ đê. Ngày hôm nay thì cô dâu lấy chồng thì em cũng rất là hoan hỉ đến đây. Thì cũng xen lẫn một chút nỗi buồn, tuy nhiên là vẫn cố gắng để vác mặt đến đây. Thì em cũng xin phép là có một món quà nhỏ nhỏ dành tặng cho hai đôi bạn trẻ. Thì đây là món quà mà cô dâu đã tặng cho em. Thì ngày hôm nay em xin phép là kỷ niệm lại cho hai bạn. Chúc hai bạn cho năm hạnh phúc. Và kèm với món quà này thì em cũng có thêm một bài hát nữa, em đã chuẩn bị rồi. Tuy nhiên rằng như em nói lúc đầu ấy, thì tính em lại không thích nó nhiều. Chính vì vậy em xin phép là không hát, em xin kết thúc lại đây, em xin hết ạ. Tính em lại không thích nó nhiều. Chính vì vậy em xin phép là không hát, em xin kết thúc lại đây, em xin hết ạ.